bạn nha. Hôm nay mình có mua thịt nè, thịt thịt dây, mình nướng. Nướng bà loại này cắt thêm khúc, làm miếng bì, làm thêm miếng bì, miếng bì với thêm miếng nạc nó hết chứ, nạc này cao hơn. Dạ. Thần kinh nó. Hôm nay mình ăn cơm thịt nướng. Ăn cơm thịt nướng à? Nay ăn có một phố màu ha. Ngày xuống em chào cô chú anh chị các bạn nha. Làm ngón rộn. Có muối nè. Giờ mình ướp thịt cho nó thấm rồi mình nướng. Nhưng mà cho nước này là tỏi với hành tím là chắc lấy nước rồi. Chứ mà còn để cái xác mình nướng dễ bị khét lắm. Mình cho dầu hào, miếng dầu hào vô. Hạt nêm. Với dầu ăn vô. Dầu ăn này dầu ăn dầu rất dầu rất thì nó có màu luôn, dầu rất làm cho bé gạo ăn, cho tí nước mắm nữa. Thì bỏ tí xíu đường thôi, đường nhiều nó mau khét. Trộn vào. Miếng bà gọi là mình trộn sơ. Chào bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ mình nhóm lửa, nhóm than lên để nướng thịt. Mực nó nhỏ nó nhìn em nè. Nhìn lên nhóm được không hả? Nhóm lên kiểu lại nó bỏ than vô. Mực là bỏ than vô một coi. Nó thụ nó lại xuống rồi. Mực mực mực. Hey. Mực ơi mực à, mực mực. Không làm thêm. Cái thằng mình giấm nhờ cháy hết luôn. Cái gà mái đỏ. Nó rụi lửa hết luôn, mình nướng mới ngon. Nướng từ từ. Chút cây chút dừa thấy trái hai trái dưa leo nữa. Này lớn rồi. Đợt trước có trái hai trái. Sao mấy trái bầu mày thấy nó mất tiêu trên xuống nó dợp hay vậy? Con bẻ hết hư quá. Giờ mình đi ngay giường thấy mấy trái dưa leo vô. Để có trái hai trái mới ra trái đầu. Ngày bữa nữa mới có nhiều. Đi đàng hoàng coi. Đi nhịn đâu trên tàu cây vậy. Cái vòng mình bữa nay nở ra. Vòng mình tươi đẹp đó. Lâu tàn nữa. Mũi đầu cắn giờ này. Hái dưa leo xong mình vô. Chỉ bị gợn này mình lấy cái mọc ra nên nó cũng vàng vàng rồi.
cái bầu bị hư nữa. TV đào. Con đi đâu? Nó hái này. Nó hái trái bầu kìa. Hái kẹo. Kẹo đâu? Đâu phải, lông não đó. Nghe mấy cái đọt bí đó, nó có trái lại ha. Rồi con bước qua nha, bước qua. Đừng dướng lứ đó. Cá nào câu. Ừ em thấy. Đừng trái hai trái. Ba trái à? Này nó mới ra đợt đầu. Coi dừng dướng lứ đó con. Rồi con bước qua. Dính dép à. Trái bự này. Cái này ngon quá. Bên kia ăn trái. Được ba trái. Trái con ra nhóc á. Đang bò. Mấy cây rau cải thìa của hai xứ bữa nay nó tốt tốt à. Rồi hai đứa có đi vô không? Ở đây quậy luôn à. Ve hả? Vỏ ve hả? Hai đứa nó bắt được á. Ghê vậy? Được á. Vỏ con nghe. Vỏ con ve hả? Mi 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 mi. Là mi. Như bầu của hai sướng nó bò nó ra ra đọt non nó ra trái. À, đậu trái ít à. Tưới nó mỗi ngày luôn mà nó đậu ít à. Giờ dài trong trái con nhóc hết trơn. Giờ mình nướng thịt. Nhà máy mẹ mẹ bánh á. Ừ. Nhà rẻ đã thấy hay luôn. Không biết mẹ có ba con mà thu bạch nhiêu trứng rồi. Bạch trứng. Để suốt luôn. Anh nhập ra là anh nhớ liền. Thịt nãy giờ mình nướng cũng vàng vàng rồi. Trở về qua trở về lại. Khóc này mới quan trọng nha. Ừ. Hồi nữa nó khét. Tới chơi lùi hoài. Miếng ba gọn này mình nướng từ từ nó mới ngon. Cái này của mình được anh em. Ừ, nhấc ra đi. Nó vàng đều. Mình nướng từ từ rồi nó đều nó ngon. Đây là miếng nhỏ xúc nè. Mình xắt thịt này mình làm bì. Xắt mỏng mỏng. Miếng đang gọi mình nướng nó nó bung ra cốm luôn. Sắt xong rồi giờ mình cho tỏi vô. Tỏi bằm. Tỏi cho đường hạt nêm. Cho nó vừa ăn mình xào làm bì. Tí muối vô. Cái bóng đâu? Bóng này vậy? Đâu bóng? Có không ạ? Nào bóng đâu? Dạ, bóng đâu mà ăn có luôn. Ôi trời ơi. Bây giờ không có mà. Cho hai nguyên đi, con chơi cái đó đi. Rồi, tới hơn mình cho thịt chưa xào.
xào lại nó vừa ăn rồi nè, giờ mình cho nó nguội rồi đó, giờ để thính vô. Thơm quá. Thêm miếng nữa. Thịt bằm nấu với rong biển, vớt bọt cho nó sạch đi, mình phải để rong biển vô. Cho hạt nêm với muối vô luôn. Bằm mình nó chín rồi thì mình cho biển vô. Cho tỏi ớt vô. Nãy hai cọng miếng ngắn thì nó nở ra dài lắm. Ăn bì vô Nguyên. Dạ. Ăn thịt ha, lấy thịt cho nó này, lấy lên kéo mình hết. Hết em mẹ. Ừ, hết hết vậy. Mẹ hết em. Em mốt bị. Ủa thiếu dưa leo rồi. Dưa leo anh để ngoài kìa. Bạn để lên. Chút ra ngoài mình lấy nha. Ai ăn rau gì để cái đó là. Rồi, nhiêu bì đó thôi. Bì nhiêu mà? Nhiêu được à. Anh ăn nhiêu đó. Cho miếng ba gội đi. Thêm cái này mi là thêm tiền nha. Ngồi với hai Quyên à? Ngồi với cô hai Quyên. Rồi lấy cái cao ra ngồi. Rồi mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Ăn cơm với thịt nướng, canh rong biển, thịt bằm. Cái gì vậy? Alo ai? Có alo ai? Sống có để củ kiệu nó ngon rồi. Hai Sướng xin mời cô chú anh chị bạn cùng ăn cơm mình Hai Sướng nha. Giờ cứ không rồi. Đó, còn đó. Đó, còn đó. Ăn đi. Ăn cơm xong đi. Cái Nguyên cây nước mắm không? Ừ. Nước mắm cây không nữa này. Ăn mắm hả? Xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn vừa ăn cơm gia đình mình nha. Ăn nước tương. Ăn nước tương hả? Nói nước mắm cây. Nước kiệu. Nướng thơm á. Cơm con đâu? Ừ. Có kiểu nó giòn quá. Trên nước tương không nghe nước mắm mà. Tương tương rồi hả? Nước tương cho con hả? Nó kêu sạch 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 cho em ơi. Sạch 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 sạch. Đúng không? Sạch thịt gì? Thịt nước gì? Nước gì cho con? Nước tương. Ừ, nước tương. Này áo xanh lè không ha? Thay một con màu xanh luôn. Dạ. Mày nói để thay cái màu xanh nữa ha. Nói nghe mẹ nói nó dòm nghe. Cha xanh lè mà thấy không? Ừ, cha con màu xanh luôn hả? Nói cô hai. Thấy khác màu. Nói xanh cha. Rồi mẹ lúc tao một muỗng rồi tự mốt. Mẹ che cái mắm này. Mắm này có thương kiểu nó thơm. Cay lắm. Ừ, cay lắm.
ăn đua với Hai Nguyên đi. Như nào mới thấy là ngọt ngọt, có chừng ngọt không? Còn nữa. Cái gì? Còn nữa. Ừ? Nữa hả? Đang chơi luôn. Chơi luôn hả Nguyên? Cô Hai mua hết rồi, con ăn với vô. Uống hết trước cô Hai luôn. Cô Hai mua hết rồi kìa. Ừ, giỏi quá. Ăn trước cái gạo. Giỏi quá. Mua đi. Bà nội mua hết luôn rồi nè. Mua nè. Sao? Sao dạ hai. Sao ghét nhỏ quá. Rất là hơn cơ con hai nhảy con. Cô mẹ nãy rồi. Mất tay rồi. Ở nhà. Con tự gã con ơi. Canh nữa Nguyên. Ừ. Ngon biển nó nở ha. Nở ừ. Khô queo à, nở nở rồi bự. Chưa chẳng luôn cô ăn hết rồi. Trời luôn hai hết rồi nha. Ăn hết chưa? Đã. Nhớ. Không? Thấy nghe con hai xuống rồi nghe vậy hả? Có tính chuyện hay không? Rồi Hai Nguyên không về luôn. Thôi ăn cơm đi, nó không làm mẹ kêu Hai Nguyên về. Hai Nguyên về không chơi con đó. Ăn mẹ đi. Ăn mẹ đi rồi Hai Nguyên ở chơi con. Ngon mẹ vậy. Ngon mẹ. Ngon mẹ. Rồi hai Quyên đi chút xíu Hai Quyên dậy xuống chơi. Con chưa ăn cơm xong uống sữa ngủ gì. Cái gì? Chút lấy. Ăn xong đây rồi lấy. Nào nào. Có ôm nè. Ôm vô muỗng này rồi lấy. Không. Lấy đừng cầu. Ừ, chị dạ. Dạ, ghế mà dép mà ha. Giỏi quá. Có mà.